Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình AirDrop Claim 10 token GFI. Sau khi các bạn đăng ký và claim thì token nó xong gói trong vòng 24 giờ đồng hồ nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn hãy click link mô tả dưới video mình hiện ra một cái form như thế này nè các bạn. Các bạn bấm vào sign up press request nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký nè. Dòng đầu tiên full name thì các bạn ghi họ và tên của bạn. Tỷ nha bạn, cái này không quan trọng đâu các bạn. Rồi dòng tiếp theo là email của các bạn nhớ dòng email không fit mới được. Như Quỳnh, rồi bắt buộc sẽ nhận bắt buộc các bạn. Sau đó các bạn chấp nhận vào điều khoản. Rồi bấm vào create account nữa các bạn. Rồi các bạn không fit email các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào không fit email thì các bạn mở địa chỉ email của các bạn ra nữa. Đi coi 10:58. Ok, nó gửi về liền cho mình nè bạn. Đi free nè. Rồi các bạn bấm vào xác nhận tài khoản nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt của mình ra lại nè. Rồi sau đó bấm ok nè các bạn. Này gì ta, fan card mình set qua cái dự án này các bạn. Đó bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè bạn. Các bạn bấm login nha các bạn. Các bạn login email với cái mật khẩu này các bạn đăng ký. Rồi các bạn bấm login vào nè. Lưu mật khẩu đi các bạn. Phan một claim nữa ta. Rồi sau đó các bạn copy cái link này nè các bạn. Các bạn sao chép ra nghe ta các bạn. Rồi các bạn dán qua địa chỉ in với chocolate của tất cả các bạn nè. Các bạn chọn mạng WinB Smart Chain nè các bạn. Các bạn chọn vào một rat nè. Thì mình dùng dưới này cũng tương tự như với chocolate thôi các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nữa, xác nhận nữa. Rồi sao mình login lại các bạn. Rồi khi vào đây các bạn bấm login, các bạn bấm vào connect nha các bạn. Connect với MetaMask chocolate rồi, sau khi các bạn connect xong thì các bạn bấm vào hộp quà này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim reward nè các bạn. Rồi bấm vào keyword thì tự động token nó sẽ về sau 24 giờ kia các bạn. Ok, vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.